Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho biết đến 18 giờ chiều ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã được cách ly. Cụ thể, bệnh nhân 912 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam giới 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, bệnh nhân đi ô tô vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 7, bệnh nhân được phát hiện, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện quận 7, kết quả đều âm tính. Đến ngày 1 tháng 8, bệnh nhân chuyển cách ly tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3 tháng 8 và ngày 6 tháng 8, kết quả đều âm tính. Ngày 12 tháng 8, lấy mẫu lần 3, kết quả có 1 trên 8 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân từ số 913 đến 927 tại Đà Nẵng gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Hải Châu. Ca bệnh 928 tại Quảng Nam là bệnh nhân nam, 5 tuổi, là F1, cháu nội của bệnh nhân 796. Ca bệnh 929 tại Quảng Nam là bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là F1, vợ của bệnh nhân 796. Như vậy, tính đến thời điểm này thì cả nước đã ghi nhận 929 ca mắc COVID-19, trong đó có 328 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly, 437 ca đã được chữa khỏi và 21 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 461 ca.